Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi sự biến đổi của con người trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác qua sự quan sát và phân tích đời tù của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Qua câu chuyện tù chi tiết giữa tù nhân Nguyễn Hữu Lễ và nhân viên trật tự Bùi Đình Thi, hai con người trần trụi với những bản năng sơ khai nhất. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã đi đến một kết luận bi thương: lòng nhân đạo của con người thì có giới hạn, nhưng sự ác độc của con người thì vô tận. Qua phần 19 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà cha nói như vậy tức là những cái nét đại cương đó là lớn. Bây giờ mình đi vào một cái chi tiết hơn này, cái chuyện mà gần như là ai cũng biết là cái chuyện của giữa cha với lại Bùi Đình Thi, mà có lẽ là mình có thể nói là nếu mà cha Nguyễn Hữu Lễ và có được người ta nói là có nổi tiếng hay không thì cũng là do cái vụ đó. Bây giờ đi thẳng vào cái chuyện đó thì thứ nhất, có một số người nói là cái hành động của cha không đúng. Tại sao không đúng? Anh Bùi Đình Thi, anh cũng là đại úy thiết giáp, anh cũng đã từng phục vụ, mà như cha nói là những người chiến đấu rất anh hùng như thế kia, thì người ta nghĩ là người đạo cũng có khúc. Thì anh Bùi Đình Thi trong tù, anh có thể anh vì lý do này hay lý do nọ, giống như cha nói, có nhiều cái mà người ta không tưởng tượng ra được, mình không đi sâu vô được. Anh có thể biến thành người khác, không phải giống như con người anh chưa. Nhưng mà giữa cái thiện với cái ác, mình có nên tha thứ? Nếu tha thứ thì anh hỏi là xin nói câu thừa là tôi tha thứ rồi. Anh chắc anh còn thấy bức hình tôi đến nhà Bình, anh có thấy rồi đó chưa? Tôi đến nhà, tôi bắt tay thứ Bình Thi trước mặt mọi người đàng hoàng rồi, thì xong rồi. Bây giờ tôi trở lại vấn đề con người chút xíu. Trở lại về con người trước khi chúng ta bắt đầu tiếp theo gọi của anh. Con người đó, với cái bản chất con người đó, nó có thể thay đổi theo cái hoàn cảnh. Có người đó thì vô trong cái hoàn cảnh đó thì tự nhiên họ biến thái. Lúc bình thường đó thì mặc áo sĩ quan này cái mọi thứ đàng hoàng rất quan trọng, nhưng mà khi vô cảnh lâu tù rồi, nhất là khi mà cải cảnh mà mình không thấy đường về đó, bạn lời dụ ngọt rồi cải tạo tốt về đó, nó trở thành một số biến thái. Biến thái này đó từ nhẹ tới nặng, từ nhẹ là hợp tác để mà báo cáo, nặng cho tới diện mà gọi là làm ăn tên, và nặng hơn nữa là giết chết người. Đó là trường hợp của Bùi Đình Thi. Vụ Bùi Đình Thi đó, không ai biết rõ vụ Bùi Đình Thi hơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Mà nói rõ vậy, không một người nào khác biết rõ Linh Mục Bùi Đình Thi không bằng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thứ nhất phải hiểu cái đó cái đã. Thứ nhì, tôi Linh Mục Lễ không có lý do gì đi tố cáo một cái người. Tại sao tôi không cáo Ngô Dũng, tôi không tố cáo anh? Tại sao tôi không tố cáo Võ Thành Nhân? Mà tôi viết câu chuyện Bùi Đình Thi, đó là một câu hỏi mà chúng ta phải trả lời. Đấy, bây giờ đứng trước hoàn cảnh đất nước như vậy đó, khi vô tù rồi đó, thì tôi mới thấy được hết cái lòng dạ con người. Khi con người không còn chức vụ, không còn huy chương, cấp bậc nữa, con người trở nên thành một con người bình thường đó, thì mình mới thấy được cái sự bộc ác của cái bản chất con người ra. Và qua vụ đó đó, qua vụ Bùi Đình Thi đó, thì tôi đã có kết luận này: lòng nhân đạo con người thì có giới hạn, nhưng sự ác độc của con người thì vô tận. Đối với tôi đó, Bùi Đình Thi là do bản chất độc ác cộng với hoàn cảnh độc ác. Nếu hoàn cảnh không á, không lấy đổi. Nhưng cái bản chất, tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Bùi Đình Thi được đặt làm trật tự, tức là một chức vụ coi như đại diện cho đảng để mà cai trị mấy thằng tù, để mà giữ trật tự trong tù. Thì anh ta phải hành động theo cái cương vị ta. Nhưng có những hành động đó mà chính đảng Cộng sản nó không biết mà anh ta làm, hiểu chưa? Chứ không phải là vì lý do là có người nói ô anh ta phải làm gì bị áp lực. Không phải, hoàn toàn không phải.
bị áp lực ra là tôi, anh Bãi Trà đó là người bị làm áp lực. Bãi Trà ai biết đó, trước mặt cộng sản đó thì anh ta cũng hò hét cũng này kia nó là áp lực, nhưng mà đằng sau lưng cán bộ rồi đó, anh Bãi Trà đó là người giúp đỡ anh em. Tôi là một người hưởng ân huệ bởi Bãi Trà. Bãi Trà chết tôi khóc, anh ta trật tự thế mình thi, nhưng mà cái đó đâu phải là do vấn đề là áp lực đâu, do bản chất. Thì khi mà Bùi Đình Thi á đánh chết, có người cũng không biết rõ lý do nói rằng cha giết thế là cha quy tội Bùi Đình Thi, mà không phải là quy tội Đảng Cộng sản. Không, Đảng Cộng sản là một cái tác nhân chính, nó đẩy đưa con người vô cho đó, và Đảng Cộng sản là tác nhân chính để mà dung dưỡng Bùi Đình Thi làm chuyện đó. Nhưng nó có những chuyện Bùi Đình Thi làm một mình. Thí dụ tôi nói anh tiếp là anh trong nhà này mà tôi kết nghĩa đây. Khi chúng tôi bị vượt ngục thất bại, cộng sản đến tôi biết bao nhiêu mà kể. Từ dưới sông lên tôi thấy là gì, ở dưới chừng 20 đứa nó bu nó quấn anh tiếp, 20 thằng cộng ít nhất, chứ không phải tôi nói một số chính xác đâu. Thì tôi lên thì cũng y vậy thôi. Nhưng mà khi mà thằng Thượng Sĩ Khải nó đá tôi xuống nằm dưới suối, tôi phải tôi giả chết, nếu mà giả chết thì chết thật. Thì nó sai thằng Thi Dương Phát nắm tay tôi kéo về trại. Kéo về trại rồi đó, đó là giai đoạn thằng Bùi Đình Thi ra tay. Tôi làm sao tôi quên được hình ảnh đó, làm sao tay tôi quên được cái câu mà tôi phải nói. Sẵn như nói tôi phải nói lại nguyên văn mới được, với cái này nó phải là nguyên văn chứ không phải nói mà kêu bằng thúc rồi. Khi tôi nằm ở dưới sàn đó, ở sàn hội trường đó, thì tôi chết rồi, thật sự tôi chết rồi. Nhưng biết con người ta lạ lắm, khi mà anh bị đánh đến độ mà chết đi đó, thì nếu nằm yên thì anh bất tỉnh liền. Nhưng mà động mạnh cái là anh tỉnh lại. Đó là cái điều mà ai chưa có kinh nghiệm thì tôi nói cho biết. Nếu mà bị đánh quá sức, tôi ơi anh ơi, bị đánh tôi nó đánh không biết bao nhiêu anh ơi. Nếu mọi người hỏi tôi cha bị đánh bao nhiêu, tôi không biết được, chừng 20-30 đứa đánh rầm rầm, nó đánh như thế là không biết đánh gì, nó như mưa vậy. Thì mình chết rồi. Thì tôi mở mắt ra thì thấy gì, thấy Bùi Thi đang lấy xô nước ra dội người thôi. Rồi đó, thì anh ta bỏ xô nước xuống. Trong sách tôi viết lẹ như thế là sợ con mồi chạy mất. Anh ta nhảy lên, hai tay nắm một cánh tay tôi, ta kéo lên. Và cái chân ta dậm rầm rầm vô ngực vô bụng tôi. Kèm theo câu nói, xin lỗi tôi phải nói nguyên văn nha. Đủ mẹ mày lễ, ăn cơm không muốn mày muốn ăn cứt, mày muốn chết tao cho mày chết. Đó là câu nói đầu tiên. Còn gì hết là nhiều nữa, mà câu đầu tiên là Bùi Thi nói tôi. Đó là câu in vô trong đời tôi như một hình xăm trổ vậy. Rồi sau đó anh ta hành hạ tôi không biết bao nhiêu mà kể. Một mình Bùi Đình Thi mà thôi chứ vì không đến rồi. Sau đó Bùi Thi thấy tôi chết rồi đó, anh ta mới lôi tôi lên cái phòng mà tôi đào từ vượt ngục đó. Anh ta nắm hai cái chân tôi, nắm hai chân lôi nó. Cái xương sống tôi bị gãi dịu đó, 12 nước thang nước xi măng đó, bịt lên đó. Anh ta tưởng tôi chết rồi, cho nên mới để tôi nằm ngó đầu ra ngoài. Cái cửa đây, tôi nằm đây, thì công chuyện xảy ra chừng 2-3 thước trước mặt tôi đó. Thì tôi thấy một số người đẩy anh, bởi nó có cái vuông rào, có cửa nhỏ nhỏ thôi. Một số người đẩy anh Tiếp đi vô. Anh Tiếp là anh của anh Thụ này, anh Tiếp là gì đó mà tôi cách nghĩa anh Tiếp. Giờ này tôi ở nhà này giữ cho anh Tiếp đó. Thì tôi thấy nằm mà tôi thấy, ô anh Tiếp còn đi được. Tôi đi hết được rồi, còn đi được, anh Tiếp còn đi được. Mà anh Tiếp bên cao lắm, cao leo kheo à. Mình bên này nước sông lên mà, chúng tôi trốn xong mà, ôi rất. Thì tôi thấy rõ Bùi Đình Thi. Và trong sách tôi viết chữ này bằng chữ lớn nè. Và một mình Bùi Đình Thi mà thôi. Chạy đến, xô anh Tiếp một cái, nằm sắp xuống. Phía lên nó nằm một cái, ông ta lật ngửa anh Tiếp lên. Và nó dùng cú đòn y như tôi vậy, tức là cái cú này ghê thật. Không biết học đâu, không biết đâu.
hai tay nó nắm một tay của anh Tiếp, cái chân nó dụp rầm 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 vô bụng anh Tiếp. Tôi nằm tôi nói trời ơi chú ơi, chắc Tiếp không sống được. Tôi nghe tiếng ọt ẹt, tôi trời ơi ruột gan nào mà chịu nổi trời. Tôi nằm mà tôi thật sự không nghe đâu, mà tôi cảm tưởng tôi nghe cái tiếng ruột anh Tiếp nói kêu ọt ẹt đó. Tôi đến độ tưởng tượng thôi, anh Tiếp tưởng tượng mình nhắc là tôi kinh hoàng. Thì tôi càng nghĩ rằng anh Tiếp không sống được. Thì cái tiếng cuối cùng mà anh Tiếp kêu lên, chắc con chết mất mẹ ơi. Đó là tiếng kêu cuối cùng. Cuối cùng.